với một số những cái điểm thay đổi so với thế hệ cũ, thì hôm nay mình cũng xin phép được giới thiệu cũng như là chỉ cho mọi người cái điểm nhận biết của cái chiếc xe thế hệ mới này. Chào quý vị và các bạn, hôm nay mình xin được giới thiệu đến mọi người chiếc xe Suzuki Swift, một trong những dòng xe đô thị tốt nhất thế giới. Chiếc xe Suzuki Swift sẽ là một trong những chiếc xe được biết đến nhiều nhất trong dòng xe con của thương hiệu Suzuki tại thị trường Việt Nam. Thì chiếc xe này đã xuất hiện trên thị trường Việt Nam từ năm 2012 và đã được thị trường đón nhận, cũng như đặc biệt là đối với chị em phụ nữ thì chiếc xe này đang được rất ưa chuộng bởi vì cái kiểu dáng thiết kế trẻ trung năng động, đậm phong cách châu Âu. Chiếc Swift ở thị trường Việt Nam sẽ cùng với phân khúc với các chiếc xe thuộc phân khúc hatchback hạng B như chiếc Toyota Yaris, Honda Jazz. Và nó sẽ được Suzuki nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Đây sẽ là thế hệ mới nhất 2022 với một số những cái điểm thay đổi so với thế hệ cũ, thì hôm nay mình cũng xin phép được giới thiệu cũng như là chỉ cho mọi người cái điểm nhận biết của cái chiếc xe thế hệ mới này so với các thế hệ cũ, như là những cái điểm mạnh trên dòng xe này. Thì đầu tiên thì điểm nổi bật của chiếc xe này đó là về thiết kế của nó thì đậm phong cách châu Âu rồi, đặc biệt là giống như các cái dòng xe rất nổi tiếng đến từ Vương quốc Anh như là Mini Cooper. Một số những cái điểm mạnh của cái dòng xe này từ các thế hệ trước đã vẫn được giữ ở trên thế hệ này, đó là đặc biệt là cụm đèn pha LED projector hiện đại có giải LED định vị ban ngày rất đẹp và nổi bật. Một cái điểm thay đổi nhỏ trên cái mặt ca lăng cũng làm toát lên cái vẻ nó sang trọng hơn so với thế hệ cũ, đó là với mặt ca lăng của Swift thế hệ mới thì chúng ta sẽ có một cái đường nẹp chrome ở ngay phía trên vị trí biển số, tạo điểm nhấn cho cái mặt ca lăng này. Ở cái thế hệ cũ thì cái viền chrome sẽ là bao quanh của cái mặt ca lăng này, sang cái thế hệ này thì nó cái nẹp chrome sẽ phía trên vị trí biển số, làm cho cái biển số của chúng ta khi lắp lên sẽ nổi bật hơn. Phần đầu xe của Swift thì vẫn được thiết kế gọn gàng. Đây, đến với phần thân xe thì chúng ta cái điểm dễ nhận biết nhất của cái thế hệ này so với thế hệ cũ đó là cái phần tem tiêu chuẩn khí thải Euro 5 từ xe 2022 trở lên. Thì chiếc Swift sẽ được trang bị động cơ khí thải đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 5, giúp chiếc xe nó thân thiện với môi trường, tiết kiệm nhiên liệu hơn. Và đặc biệt một điểm mạnh của chiếc Swift này đó là tiết kiệm nhiên liệu. Thực tế sử dụng với các khách hàng đã sử dụng thì thậm chí nhiên liệu của nó chỉ nhỉnh hơn các cái dòng xe máy một chút thôi. Một số khách hàng đi thực tế đường trường nó chỉ hơn 3 lít cho 100 km, rất tiết kiệm. Và tiếp theo đó là cái đến từ cái phần ca lăng, cái mặt la răng, xin lỗi, mặt là la răng của Swift thế hệ này thì chúng ta sẽ được thiết kế dạng nam thẳng, còn ở thế cũ sẽ là ra dạng hình cong mềm mại hơn. Thì thế hệ này thì nó được thiết kế dạng nam thẳng, giúp cho chúng ta có một cái thiết kế nó hiện đại hơn cũng như là cứng cáp hơn so với hệ cũ. Swift sẽ được trang bị phanh 4 bánh, phanh đĩa 4 bánh. Có xi nhan tích hợp trên gương, gương cập điện chỉnh điện cũng như là trang bị chìa khóa thông minh. Và ở vị trí phía tay nắm kẻ phía sau thì chiếc Swift khi mang phong cách thể thao nên nó sẽ được đẩy lên phía trên. Tổng thể thì phần thân xe chúng ta thấy là chỉ có một vị trí tay nắm cửa thôi, giúp phần thân xe nó cảm giác thiết kế nó liền mạch, đậm phong cách của các cái dòng xe thể thao.
phần đuôi xe thì vẫn mang những cái điểm mạnh của cái thế hệ cũ, đó là thiết kế phần đuôi rất cứng cáp, chắc chắn và bề thế. Đặc biệt là cụm đèn hậu, chúng ta cũng có các cái giải led hình chữ C khi chúng ta đi ban đêm hay là phanh thì rất đẹp và nổi bật. Và trước chúng ta cũng được trang bị sẵn hệ thống camera lùi, đảm bảo an toàn khi chúng ta vận hành. Như mình đã chia sẻ thì chiếc SUV sẽ được Suzuki nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, nên thân vỏ của nó sẽ rất cứng cáp và chắc chắn. Chúng ta có thể nghe rõ cái tiếng đóng cửa của chiếc xe SUV thì rất chắc chắn hơn hẳn các cái dòng xe khác trong phân khúc, đặc biệt là các dòng xe lắp ráp trong nước. Đến với phần nội thất của chiếc SUV thì chúng ta sẽ được trang bị cái vô lăng đê cắt thể thao 3 chấu. Và trên vô lăng được chúng ta được tích hợp rất nhiều các cái tính năng hiện đại. Ví dụ như là đây sẽ là vị trí của chỉnh âm lượng, tăng giảm âm lượng cũng như qua bài. Phía dưới là chúng ta có trang bị hệ thống rảnh tay. Khi kết nối điện thoại với xe thì chúng ta sẽ sử dụng các cái tính năng bắt và nghe cuộc gọi tại vị trí này luôn mà không cần phải động đến điện thoại. Bên đây, bên này đây sẽ là các phím chức năng của hệ thống của tính năng kiểm soát hành trình cruise control, ga tự động cruise control. Một tính năng cũng rất hữu ích khi chúng ta, đặc biệt khi chúng ta đi trên cao tốc. Chip sẽ được trang bị chìa khóa thông minh, đây là sẽ vị trí của nút đề lục thông minh của chiếc xe SUV. Và cái thế hệ này thì nó cũng khác biệt so với thế hệ cũ, đặc biệt đó cho là cái hệ thống màn hình giải trí trung tâm lên đến 10 inch, lớn nhất trong phân khúc. Phía dưới sẽ là cụm điều hòa của SUV, sẽ là điều hệ thống điều hòa tự động được thiết kế mang phong cách thể thao với 3 vòng tròn. Chiếc SUV của chúng ta sẽ được trang bị hộp số tự động vô cấp CVT, một trong những hộp số rất phù hợp với các cái dòng xe đô thị, đặc biệt cho phái nữ, đó là chúng ta sẽ mang lại cảm giác lái nó mượt mà cũng như là tiết kiệm nhiên liệu, không bị giật cục như đối với các cái hộp số có cấp. Thì SUV nó thuộc phân khúc hatchback hạng B nên không gian nội thất của nó rất rộng rãi thoải mái hơn hẳn các cái dòng xe hạng A như Morning i10. Nó sẽ là phân khúc hạng B nên chúng ta có một không gian rất thoải mái cho cả gia đình. Và ghế ngồi của nó sẽ là ghế ngồi chơi chất liệu bọc lì với chất cái họa tiết 3D rất đẹp và nổi bật. Tại thì bên mình đang có rất nhiều các ưu đãi khuyến mãi giảm giá cho các dòng xe của Suzuki, đặc biệt đối với chiếc xe Suzuki SUV này. Để biết thêm thông tin chi tiết về giá bán cũng như các chương trình khuyến mãi của chiếc xe này và các dòng xe khác của Suzuki, xin mời quý vị và các bạn hãy liên hệ mình qua số điện thoại trên và hãy like và subscribe ủng hộ và đón theo video tiếp theo. Xin cảm ơn.